chúng ta vừa nghe một bài hát chúc mừng cho hôn lễ của đại sĩ Chiến và cô Lê Tử, thật là ý nghĩa. Và ước mong rằng những lời của bài hát này nó sẽ là những lời của tấm lòng của thầy cô muốn nói với nhau, muốn nói với hội thánh ngày hôm nay cũng như gia đình hai họ và đặc biệt là nói với Chúa. Kính thưa quý tội cho Chúa, hội thánh cùng gia đình họ tràn trề và nhiều. Hôn nhân Cơ Đốc tự dựng xây trên khuôn bàn thước ngọc, đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời là nền tảng cho mọi hôn nhân, và lời Chúa sẽ giúp cho mọi hôn nhân đạt đến đỉnh điểm của hạnh phúc cũng như đỉnh điểm của phước hạnh của hôn nhân. Và trong thời gian này chúng ta sẽ được nghe sứ điệp dành cho hôn nhân của đại sĩ Chiến và cô Y Khứ. Qua tôi tới Chúa một sư nhiệm chức ngôn cường, trân trọng kính mời một sư nhiệm chức ngôn cường ra giảng lời Chúa cho hôm nay. Trong đời sống của con người
thì con người không còn hạnh phúc nữa, hay là hôn nhân không còn hạnh phúc nữa. Và cho đến chúng ta ngày hôm nay thì hôn nhân theo con mắt của người thế gian dường như nó không có đẹp như là lúc ban đầu chúng ta đã dựng lên người nam mà người ta nói gì tình chỉ đẹp khi còn em vợ, đời mất vui khi khi đã vẹn con thề, rất buồn phải không ạ? Và ta định nghĩa hôn nhân rất buồn. Một câu dân ngôn khác thì nói như thế này: nếu như tình yêu là ánh sáng thì hôn nhân là hóa đơn thu tiền điện. Chúng ta đâu thích hóa đơn thu tiền điện không ạ? Chúng ta thích xài điện thôi, thích ánh sáng thôi. Và người ta ví hôn nhân như là một hóa đơn thu tiền điện, không có gì thú vị cả. Tôi đưa ra một vài thống kê đáng buồn đối với người thế gian. Sẽ nghĩ tại sao tôi đưa những thống kê này để chúng ta thấy rằng hôn nhân thật sự ở trong Chúa Giêsu Christ là quý giá như thế nào, và làm sao để chúng ta có được hạnh phúc ở trong hôn nhân thật khi chúng ta ở trong Chúa. Cái thống kê về hôn nhân, cái tỷ lệ ly hôn ở Việt Nam của chúng ta do Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch và Cục thống kê thì năm 2000 có 51.361 vụ ly hôn, năm 2005 có 65.929 vụ ly hôn, năm 2010 có 85.591 vụ ly hôn, và năm 2013 có 145.791 vụ ly hôn. Mỗi một ngày thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ ly hôn ngày càng cao, ngày càng cao. Ở nước Mỹ thì cứ hai cặp vợ chồng thì có một cặp ly dị. Những năm gần đây thì cái tỷ lệ ly dị ở nước Mỹ nó giảm đi. Không phải là vì người ta yêu mến Chúa cho nên người ta không ly hôn, mà vì người ta kết hôn không cần hôn nhân, cho nên người ta không thống kê được con số ly hôn. Cứ một người vợ, cứ một cái vụ ly hôn á, thì người vợ đứng tên ly hôn cao gấp 2 lần. 60% ly hôn với các gia đình trẻ dưới 30 tuổi. Hôn nhân trung bình tồn tại khoảng từ 1-7 năm. Tuổi thọ của hôn nhân thấp hơn tuổi thọ của một chiếc tủ lạnh hay là chiếc máy giặt. Đáng buồn phải không mà chị em? Đó là những con số thống kê. Con số này còn kinh khủng hơn nữa. Những người đã lập gia đình, 70% đàn ông và 60% phụ nữ đã từng ăn phở. Không, bà chị em biết ăn phở chứ hả? Ăn phở là cái gì? Không phải chúng ta ra ngoài chúng ta ăn phở đâu, phải không ạ? Đó là gì? Đó là ngoại tình. 70% đàn ông và 60% phụ nữ ít nhất một lần đã từng ngoại tình mà người phối hữu không có biết. Cứ 3 gia đình thì có tới 2 gia đình không có chung thủy. Cứ 13 giây thì có một cặp đòi ly hôn. 90% ly dị vì người phối hữu đã từng ăn mụn một lần nào đó trong thời gian sống chung với nhau. Tất cả những con số này nói lên một điều gì? Đó là tội lỗi đã làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời. Tội lỗi đã làm cho ý nghĩa của hôn nhân không còn đúng như nguyên bản mà Đức Chúa Trời đã dành cho con người. Thật là hạnh phúc, thật là phước hạnh. Nhưng chúng ta cảm ơn lại Chúa, Chúa Giêsu Christ, Ngài là Adam số cùng, chúng ta nói như vậy. Ngài đã đến để cất cái sự đổ xả ra khỏi chúng ta, cất tội lỗi ra khỏi chúng ta, và ban cho chúng ta một hôn nhân hạnh phúc, ban cho chúng ta một hôn nhân giống như những ngày đầu Đức Chúa Trời đã hứa ban cho con người. Như vậy thì hôn nhân hạnh phúc là điều mà Chúa ban cho. Lý do nào mà Chúa lại ban cho chúng ta một hôn nhân hạnh phúc? Điều đầu tiên mà tôi xin đưa ra đây đó là hôn nhân hạnh phúc mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là
cho chính quyền lợi của mỗi người chúng ta. Khi Đức Trời nhìn lên loài người và mọi vật thì Đức Trời sau mỗi một ngày thì Đức Trời nói gì? Ngài thấy điều đó là tốt lành, phải không ạ? Nhưng có một chỗ ở trong sáng thế ký nói rằng có một điều nó chưa có tốt. Ông bà chị em có biết là điều gì không? À, chúng ta vừa mới thi sáng thế ký không ạ? Điều gì mà Chúa dựng nên nó chưa có tốt? Dạ, loài người ở một mình không tốt hay là chưa có tốt? Cho nên ý định của Chúa, Ngài ban cho loài người hôn nhân là điều tốt cho loài người. Khi mà Adam được trao cái quyền quản trị thì mỗi một ngày Đức Chúa Trời nhắc những cái con vật đến với Adam. À, con voi đấy, đúng không ạ? Con voi đực, con voi cái. Adam đặt mày là voi, mày voi đực, mày voi cái, đúng không ạ? Đây là con gà trống, đây là con gà mái, đây là con khỉ đưa, đây là khỉ cái. Nhưng mà cái thắc ghi gì về phần Adam? Không tìm được một người nào giúp đỡ giống như mình, và Adam cảm thấy cô đơn, hay nói một cách đúng hơn nữa là cô độc. Tại vì lúc đó chưa có người nào hết, có một mình Adam là người duy nhất. Cho nên Đức Chúa Trời đã lấy xương sườn làm nên một người nữ để đưa đến cùng Adam. Ở trong truyền đạo thì nói rằng hai người hơn một, vì họ sẽ được công giá tốt về công việc mình. Nếu người này sa ngã thì người kia sẽ đỡ bạn mình lên. Nhưng khốn thay cho kẻ ở một mình mà sa ngã, không có ai đỡ mình lên. Cũng vậy, nếu hai người làm gì? Ngủ chung thì ấm, còn một mình thì làm sao ấm được. Lại nếu kẻ ở một mình bị người khác thắng thì hai người có thể chống cự nó. Một sợi dây bệnh ba lấy làm khó đứt. Để chúng ta nghe người hướng dẫn đọc một câu ca dao của Việt Nam là gì? Thuận vợ thuận chồng thì người tác điện tâm cũng cả. Cho nên ý định đời đời của Chúa là gì? Hai người là hơn một. Hai người là hơn một. Loài người ở một mình thì không tốt. Ở trong Châm Ngôn đoạn 18 câu 22 nói rằng ai tìm được một người vợ là tìm được một điều phước và hưởng ơn của Đức Giê-hô-va. Hay là ai tìm được một người chồng thì cũng là tìm được một điều phước và hưởng ân điển của Đức Giê-hô-va. Người thế gian nói là vợ là nợ, phải không ạ? Con là quan gia. Không đúng như vậy đâu. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một người vợ và nó là một điều phước hay là ân điển mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Đức Chúa Trời ban cô khứ cho thầy Chiến, nó là một điều phước và ân điển của Đức Chúa Trời. Hay là Đức Chúa Trời ban thầy Chiến cho cô khứ cũng là một điều phước và là ân điển của Đức Chúa Trời ban cho. Amen không ạ? Dạ, amen. Cảm ơn Chúa. Cái điều thứ hai mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một cái hôn nhân là vì cớ danh của Ngài. Ở trong sách Tích đoạn 2 câu 4 đến câu 5 thì nói rằng hãy dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình có nết na chín đắn, trong nơi việc nhà lại biết ở lành vâng phục chồng mình, hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Hầu cho đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một tiếng chê bai nào. Hôn nhân hạnh phúc sẽ làm cho Đức Chúa Trời được vinh hiển. Hôn nhân hạnh phúc sẽ làm cho danh Chúa được tôn cao. Sách Giăng đoạn 13 câu 35 thì nói rằng nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Làm sao để người thế gian nhận biết chúng ta là môn đồ của Chúa? Khi chúng ta yêu nhau, khi chúng ta có hạnh phúc ở trong hôn nhân. Như vậy thì làm thế nào để có một hôn nhân hạnh phúc? Thì thứ hai tôi muốn nói là điều này rất quan trọng. Theo bạn chị em thì có bí quyết nào, có bí quyết nào để chúng ta có được một hôn nhân hạnh phúc không?
câu danh ngôn nói rằng hôn nhân là đại dương xuống thẳm mà chưa có ai phát minh ra la bàn. Hôn nhân là một đại dương sâu thẳm mà chưa có ai phát minh ra la bàn. Có nghĩa là gì? Khi người ta bước vào hôn nhân, người ta không biết phải đi như thế nào, không có la bàn. Có người cứ đi vòng không biết. Như chúng ta là con cái của Chúa, như hướng dẫn đầu dạy con nói, chúng ta có lời của Chúa, chúng ta có kim chỉ nam, chúng ta có la bàn là lời của Ngài, và chúng ta sẽ xem thử lời của Chúa phán dạy chúng ta về hôn nhân, phán dạy chúng ta về bổn phận của vợ và chồng như thế nào. Xin chúng ta cùng xem lời của Chúa ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu thứ 22 đến câu 24. Xin chúng ta cùng mở lời của Chúa. Chúng ta đọc từ câu 22 đến câu 24. Không bằng chị em không có kinh thánh à? Dạ. Vậy ai có kinh thánh chúng ta sẽ đọc cùng đọc với nhau. Xin chúng ta đồng thể sự. Hỡi kẻ làm vợ, hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào đứng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Chúa Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới đứng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền của chồng mình trong mọi sự. Đây là lời của Chúa. Đây là mạng lệnh của Chúa. Có thể nói là luật vàng ở trong hôn nhân. Chỉ có hai điều thôi, ông bà chị em ơi. Chú dạy chúng ta có hai điều thôi, nam một điều, nữ một điều. Chú dạy người nữ như thế nào? Hãy vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Có phải là chồng đặt vị trí cao hơn vợ không? Có phải như vậy không? Có phải chồng Chúa vợ tôi không? Chúng ta bị ảnh hưởng bởi người Trung Hoa 1000 năm và cái quan niệm chồng Chúa vợ tôi rất là phổ biến thôi mà. Người phụ nữ Á Đông thì cái quan niệm là gì? Tại gia thì tòng phụ, xuất gia tòng phu, phu tử thì tòng tử. Tức là khi mà ở với cha mẹ thì vâng phục cha mẹ, khi mà ở với chồng thì vâng phục chồng, còn khi mà chồng qua đời rồi thì nghe lời con luôn. Nhưng từ đầu tiên thì Đức Chúa Trời không định cho người nữ thấp hơn người nam đâu. Xin chúng ta cùng mở lời của Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 1. Câu 27. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Không phải ngẫu nhiên mà Chúa đưa câu kinh thánh này vào. Chúa chỉ cần nói là Ngài dựng nên loài người là được rồi, phải không ạ? Nhưng ở đây kinh thánh nói gì? Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Cả hai người đều do Đức Chúa Trời dựng nên. Có phải rằng Eva ra từ Adam không? Có phải Adam đã dựng nên Eva không? Không phải. Đức Chúa Trời dựng nên Eva. Đức Chúa Trời này dựng nên Adam và Ngài đã lấy xương sườn của Adam để dựng nên một người nữ. Cho nên chúng ta thấy đây là gì? Người nữ và người nam bình đẳng với nhau. Ở trong Galatia thì nói rằng ở đây không còn phân biệt người nam hay người nữ nữa, vì trong Đức Chúa Jesus Christ cả thảy đều là một. Cảm ơn Chúa. Và cái điều khác ở đây là gì? Cái vị trí hay là cái giá trị của người nam và người nữ ở trước mặt Chúa là giống nhau, là rất bình đẳng với nhau, là rất tốt đẹp. Nhưng cái vai trò hay là cái trách nhiệm thì không giống nhau. Chúa đặt người nam là gì? Là đầu, như là đấng Christ là đầu của mọi thứ. Chúa đặt người nam ở vị trí lãnh đạo, cái vai trò của người nam là đầu. Không phải là người nam có giá trị hơn người nữ, nhưng đó là vai trò mà Chúa đã định. Tại sao Chúa lại định như vậy? Tôi không biết, vì Chúa đã định như vậy. Chúa đã định người nam làm đầu,
người nữ là thân thể hay là người nữ giống như hội thánh phải tuân phục chồng của mình. Câu chuyện đầu tiên ở trong vườn Địa Đàng thì chúng ta nhớ cái thứ tự này nó bị đảo ngược khi mà ma quỷ không cám dỗ Adam. Vì sao vậy ông bà chị em? Có thể là cám dỗ Adam không dễ, phải không? Vì Chúa đặt Adam là đầu, cho nên nó cám dỗ Eva. Và chúng ta thấy ma quỷ đã thành công ở trong cái chiến lược này, nó đã tấn công Eva và Eva đã phạm tội. Cho nên nếu chúng ta muốn có một gia đình hạnh phúc thì ông bà chị em ơi, hãy đi theo luật vàng của Chúa. Dù người đời nói như thế nào, luật của Chúa vẫn luôn luôn đúng. Tôi không biết là cô Y Thứ, dân tộc của cô thì có chế độ mẫu hệ hay không, nhưng xin thưa với ông bà chị em rằng luật của Chúa là người nam sẽ là đầu của gia đình. Chúng ta nhớ một cái câu chuyện khác, đó là về một vị vua rất là nổi tiếng, nhưng mà nổi tiếng nhan ác, đó là vua Ahab. Thì ông này có một người nữ, có một người vợ rất là lẫy lừng, là Jezebel. Bởi vì như mọi quyết định quan trọng thì ông đều giao cho người vợ này cả. Và chúng ta thấy người vợ này đã làm mưa làm gió, khiến cho dân sự của Chúa thành hình tượng, và chính bản thân của vua Ahab cũng thật đáng buồn. Khi cái vị trí nó bị đảo lộn thì cái hạnh phúc trong gia đình là không thể có được. Hiện nay người phụ nữ rất là thành công, người phụ nữ rất là giỏi giang ở trong nhiều khía cạnh ở ngoài xã hội, về học thức có thể hơn cả người chồng nữa. Nhưng thưa với các bà các cô rằng, khi chúng ta trở về nhà của mình, trở về gia đình của mình, hãy để Đức Lan Vương của mình, ông chồng của mình là đầu và dẫn dắt mọi việc. Những việc quan trọng hãy để ông chồng của mình quyết định. Amen không ạ? Tôi thấy các ông amen không ạ? Đúng không ạ? Các bạn có amen không? Amen. Dạ, phải không ạ? Amen. Đó là luật của Chúa. Và khi Chúa nói thì chắc chắn là sẽ có một kết quả tốt. Có thể các bạn nói rằng ô, rất khó lắm, phải không ạ? Phụ cái ông chồng là khó lắm, tại mấy ổng đâu có giống như Chúa đâu, phải không ạ? Mấy ổng quyết định nhiều khi cũng sai nữa. Nhưng thưa với ông bà chị em rằng hãy cầu nguyện cho các ông chồng của chúng ta, phải không? Và hãy hỗ trợ để các ông chồng có thể làm tròn cái trách nhiệm là đầu của gia đình. Đó là trật tự mà Chúa Ngài muốn thiết lập. Có một cặp vợ chồng kia cưới nhau được 20 năm và chúng ta người ta thấy cặp vợ chồng rất hạnh phúc. Khi người ta phỏng vấn người chồng, người ta hỏi là ông cho biết là tại sao mà hôn nhân của ông hạnh phúc như vậy? Nó rất là đơn giản, tôi làm theo lời của Chúa và tôi cũng làm theo lời của Chúa. Tất cả những việc gì mà quan trọng là tôi là người giải quyết hết, và những việc gì mà không quan trọng thì bà xã của tôi giải quyết những vấn đề không quan trọng. Nhưng mà trong suốt 20 năm qua thì tôi thấy không có việc gì quan trọng cả, tất cả đều là việc nhỏ hết. Đó là câu chuyện vui, phải không? Nhưng hy vọng nó không xảy đến cho chúng ta. Và ở đây là Chúa nói gì? Vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Như là vâng phục Chúa vậy. Và phải vâng phục chồng trong mọi sự. Mọi sự là bao nhiêu sự? Mọi sự là tất cả. Không những là vâng phục người chồng tin Chúa, mà nếu ông chồng mình nó không tin Chúa thì mình có vâng phục không? Có. Sira nhất đoạn 3 nói rằng dẫu rằng người chồng đó không tin Chúa nhưng nhìn thấy trước đó thì nói rằng hãy phu chồng của mình, phải không ạ? Và dẫu người chồng không tin Chúa thì lấy sự tinh sạch, sự cung kính của người vợ có thể cảm hóa được người chồng. Khó không các bạn? Khó không? Không khó đâu. Khi Chúa Ngài đưa ra một điều gì để dạy dỗ chúng ta thì Ngài biết chúng ta cũng sẽ làm được.
Hãy nhờ cậy Chúa. Rồi, về phần của ông chồng thì như thế nào? Thì chúng ta đọc tiếp ở trong Ê-phê-sô đoạn 5. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đức Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước lửa và làm và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đức Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu gì mấy là lớn, tôi nói về Đức Christ và hội thánh. Có một câu chuyện nói rằng có một cặp vợ chồng kia lấy nhau được 60 năm và rất hạnh phúc. Cái thời điểm hai người lấy nhau thì bà vợ bà có một cái chiếc hộp rất là bí mật, và bà nói với ông chồng là anh đừng có mở cái hộp này ra, chỉ để mình em biết thôi. Thì ông chồng tôn trọng vợ cho nên không có mở chiếc hộp này ra. Nhưng đến 60 năm sau hôn nhân thì một ngày kia thì bà vợ hối mà sắp qua đời, thì ông chồng mới nói với bà vợ là anh thấy nó có một cái hộp mà em để mấy mươi năm nay không biết là cái gì ở trong đó, em có thể mở ra không? Bà vợ nói anh lấy cái này đi, vì em cũng muốn nói cho anh biết cái bí mật. Thì khi ông mở cái hộp ra thì ông thấy ở trong đó có hai con búp bê bằng len và 97.000 Mỹ kim, số tiền rất lớn. Thì người vợ mới giải thích là khi mà em về lấy anh đó thì mẹ em có dặn là đây là bí quyết để giúp cho con được hạnh phúc ở trong gia đình, đó là mỗi khi mà ông chồng con mà ông gây sự với con hay là ông có cái điều gì mà làm cho con không hài lòng á, không đừng có cãi lại. Và mỗi lần như vậy thì con vào con đang một con bê bằng em mỗi lần trong cái hộp, đừng có đái ông lại. Và đó là bí quyết để giữ hạnh phúc gia đình. Thì ông chồng ông vui lắm, nói ồ vậy à, vậy là mừng quá hả, suốt mấy chục năm mà em theo em đang được có hai con búp bê thôi, vậy em rất buồn, rất ít, không có anh là sống rất là tốt, cho nên em đã không có buồn phiền gì. Thì bà vợ nói là không phải đâu, còn số tiền 97.000 đi kim đó là tiền mà em bán được con búp bê này. Cho nên người chồng, điều mà Chúa nói với người chồng là gì? Hãy yêu vợ. Điều này khó lắm, ông bà kia. Khó không? Khó lắm. Đúng rồi. Một người kia nói là khi mà tôi mới cưới vợ thì tôi làm theo câu kinh thánh là hãy yêu người lân cận như mình. Nhưng mà nhiều năm sau thì tôi không sử dụng câu đó nữa. Tôi sử dụng câu gì? Hãy yêu kẻ thù nghịch như mình. Khi mà thầy Chiến và cô Khứ yêu nhau, chúng ta thấy những hình ảnh rất là đẹp, rất lãng mạn, rất dễ thương. Và tôi tin rằng chúng ta ngày xưa cũng giống như vậy. Đúng không? Nhưng mà khi bắt đầu bước vào hôn nhân thì nó lại sinh rất nhiều này. Vì sao? Chúng ta yêu nhau, chúng ta đâu có lúc nào bên cạnh nhau đâu. Có khi ngày chúng ta gặp một tiếng đồng hồ, có khi tuần chúng ta gặp mấy tiếng đồng hồ. Chúng ta không biết được những cái tật xấu của nhau, chúng ta không biết được những cái gì nó không tốt đẹp của nhau. Nhưng mà khi chúng ta sống chung, tất cả những cái gì mà mình che giấu bấy lâu nay nó lộ hết. Mà chúng ta cảm thấy ô, tại sao chồng mình nói như vậy, hồi xưa mình đâu thấy ông vậy đâu, tôi biết vậy tôi không có thương ông đâu, nói tôi biết vậy tôi không thương bà đâu, xin lỗi là tôi phải nói những chuyện thật như vậy vì chúng tôi đã kinh nghiệm. Và chắc chắn những người lớn tuổi đây đã kinh nghiệm, phải không? Không phải là phá vỡ cái án mê hồng của các bạn đâu, nhưng đây là một sự thật mà chúng ta sẽ phải đối diện. Hai người, hai nền văn hóa khác nhau, hai dân tộc khác nhau, trình độ học vấn khác nhau, hai môi trường khác nhau, hai dân tộc khác nhau, sống chung với nhau
là không dễ đâu, phải không ạ? Cho nên Chúa nói gì? Chồng phải yêu vợ như là gì? Như là Chúa yêu mình thôi. Nếu mà nói bây giờ nói câu này thì thầy Chiến nói là ôi em thương cô ấy lắm, nãy em nói em thương cô ấy lắm, bây giờ em cũng nói lại vẫn được như thường, sau này cưới em cũng sẽ nói như thế, phải không ạ? Chúa nói gì? Hãy yêu vợ như Đấng Christ yêu hội thánh. Cái tiêu chuẩn của Chúa là như vậy, không làm gì. Tình yêu mà chúng ta thấy agape chúng ta hay nói, đó là cái tình yêu mà Chúa yêu hội thánh, không có điều kiện, không có lý do. Em như thế nào anh cũng thương em. Đó là tình yêu mà Chúa muốn thầy Chiến phải yêu cô Tấn. Yêu như là Đấng Christ yêu hội thánh mà. Rồi sao nữa? Phó chính mình vì hội thánh, hy sinh. Hy sinh. Thầy Chiến có thể nói với cô Khứ là: em ơi, anh sẵn sàng hy sinh vì em. Dầu nhảy vào lầu sôi, dầu sôi lửa bỏng, anh cũng sẽ nhảy vào. Đúng không ạ? Nhưng đó là Chúa không có đòi hỏi chúng ta nhảy vào dầu sôi lửa bỏng đâu. Chúng ta hy sinh cái ích kỷ của mình. Chúng ta hy sinh những cái sở thích của mình. Chúng ta hy sinh những cái thói quen của mình. Có khi nó nhỏ lắm mà mình không hy sinh được. Ví dụ như tôi thấy ở trên TV nó có cái chương trình gì là hai vợ chồng son á, thì lúc nào cô vợ cũng nói anh chồng này lúc nào về anh cũng coi chơi game á, hồi xưa anh không có chơi thì anh về anh chơi game, suốt ngày anh chơi game hoài, không bỏ được, bao nhiêu năm không bỏ được, chỉ là ghét thôi. Những thói quen rất nhỏ, mình đi làm về mệt rồi phải không ạ? Về cho mình giải trí chút chứ, không được. Hy sinh là như vậy. Chồng là đầu vợ, nhưng Đức Christ là đầu hội thánh. Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ ngài lãnh đạo hội thánh theo cách nào? Có phải ngài chỉ xuống không? Ngài chỉ cho hội thánh làm không? Ngài chỉ cho môn đồ làm không? Không. Ngài lãnh đạo hội thánh theo cách phục vụ. Có người đến không phải để người ta hầu việc mình, nhưng để hầu việc người ta mà phó chính mình làm ra được. Cho nên ước ao thầy Chiến sẽ học theo lương Chúa Giêsu Christ đã học, lãnh đạo theo cách phục vụ. Cách này nó rất là mệt, không dễ đâu. Rồi chúng ta thấy là Chúa nói gì nữa? Khiến họ nên thánh sau khi đã lấy nước rửa mà làm dùng đạo làm cho họ tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết không nhăn không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được trước mặt ngài. Cũng một lẽ ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình là yêu chính thân mình. Chúa ngài muốn hội thánh mỗi ngày mỗi tốt hơn. Chúa ngài muốn hội thánh mỗi ngày mỗi hoa hảo hơn. Và người chồng muốn vậy, hãy làm cho vợ của mình mỗi ngày mỗi gần Chúa hơn. Dùng đạo hay là một bản dịch khác, dùng lời của Chúa làm cho đạo, làm cho hội thánh được tinh sạch. Người chồng không chỉ là cái tiền của gia đình đâu, nhưng người chồng cũng là người hướng dẫn về phần tâm linh cho người vợ. Amen không thầy Chiến? Dạ. Cho nên nếu như mức thuộc linh của người chồng thấp hơn người vợ, thì người chồng phải cố gắng như thế nào để có thể không chỉ là chỉ là biết kiếm tiền nuôi gia đình thôi, mà còn phải dẫn dắt người vợ của mình đi trong đường lối tin Đức Chúa. Rồi vì hãy yêu vợ mình như là chính thân của mình. Vì sao vậy? Vì hai người là một. Yêu như là chính thân của mình. Người đàn ông thường ích kỷ lắm, phải không bạn chị em? Nghĩ cho mình nhiều. Cho nên những điều gì mà Chúa dạy là không bao giờ sai. Tại sao Chúa lại dạy là người vợ phải yêu chồng, người vợ phải kính phục chồng,
mà cứ hôn vậy là người vợ yêu chồng, vì các bà đương nhiên là yêu mấy ông rồi, phải không à? Thế mà vợ là thương chồng lắm, nhưng mà phục là khó lắm á, phục không dễ đâu. Còn ngược lại sao? Chồng phải yêu thương vợ, phải khen vợ, đúng không ạ? Đừng có khen, đừng có khen người hàng xóm, phải không ạ? Kinh Thánh ghi gì? Hỡi người làm chồng hãy yêu vợ, vợ mình, vợ mình nè, chứ không phải là vợ hàng xóm, phải không anh? Hồi nãy tôi đã đọc cái tỷ lệ ly dị 2/3 là do không trung thủy. Ngày xưa thầy Chiến đi ra đường liếc dọc liếc ngang không sao, phải không ạ? Lúc còn độc thân, nhưng càng hết từ ngày hôm nay thì không phải liếc dọc liếc ngang được, cứ thẳng một đường mà đi thôi, phải không ạ? Cứ thẳng một đường mà đi thôi. Vì sao? Vì Chúa đã chọn mình một người rồi, phải không? Và cái cuối cùng đó là gì? Hôn nhân phải là sự kết ước trọn đời, hai người trở nên một thịt, không phân ly được, không phân ly được. Hôn nhân không chỉ là anh yêu em yêu anh rồi mắt anh người sao mắt em gì đó, nó cũng phải như vậy thôi đâu, phải không nào? Ở trong Galati đoạn 2 thì nói rằng hôn nhân là giao ước, vợ giao ước. Và điều này người thế gian họ không làm được, không bạn. Có khi họ cũng hứa nhau, họ cũng giống như chúng ta hứa, nhưng mà họ không làm được. Cho nên lát nữa đây thầy Chiến và cô Khứ sẽ hứa nguyện ở trước mặt Chúa và Hội Thánh rằng mình sẽ giữ cái giao ước này. Chúa Giêsu Christ ngài yêu Hội Thánh không phải vì Hội Thánh tốt đẹp đâu, không phải vì Hội Thánh hoàn hảo đâu, không phải vì Hội Thánh không có tội lỗi đâu, nhưng ngài vẫn yêu Hội Thánh vì ngài đã có giao ước với Hội Thánh. Và những gì ngài đã thành giao ước thì ngài không thể đổi được. Ngày xưa người ta làm một cái giao ước với nhau, không phải ký một cái hợp đồng như chúng ta. Người ta giết một con sinh tế, chia nó ra làm hai, rồi người nào có giao ước ấy, bước qua. Chỉ có cái chết mới chia liền cái giao ước này thôi. Và giao ước là như vậy. Lát nữa đây chúng ta sẽ thấy cô vô cứ để hứa nguyện ở trước mặt Chúa rất là đơn sơ một vài lời thôi, nhưng nó rất quan trọng ở trước mặt Chúa, vì đây là giao ước. Cho nên ước ao là thầy Chiến và cô Thứ sẽ thua những gì mà lát nữa chúng ta hứa nguyện, không phải là hôm nay nhưng cho đến trọn cuộc đời của mình. Tóm lại cái câu cuối cùng của câu 33 nói rằng thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình còn vợ thì phải kính chồng. Luật của hôn nhân là chỉ là như vậy thôi, hai điều. Có thể thầy Chiến và cô Thứ sẽ quên hết những gì tôi nói, nhưng chỉ nên hai điều đó là gì? Vợ phải phục chồng, và chồng thì phải yêu thương vợ. Tôi mượn một câu của Luther nói với Naomi là mẹ chồng của mình, tuy không phải là chồng nhưng tôi xin dùng câu đó để chúc phúc cho các bạn. Luther nói gì các bạn? Mẹ đi đâu, phải không ạ? Chúng ta sẽ nói với cô Khứ, sẽ nói rằng anh đi đâu em sẽ thấy đó, phải không ạ? Em ở đâu anh ở đâu thì em ở đó. Dân sự của anh hay là hội thánh của anh cũng là hội thánh của em. Đức Chúa Trời của anh là Đức Chúa Trời của em. Xin Chúa ban phước cho các bạn. Xin mời thầy chúng ta cùng đứng lên.